Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái gốc nuôi cá của mình cũng như là chia sẻ cái cách mà mình bảo toàn số lượng cá con cũng như là thúc cá mẹ sinh sản. Các bạn thấy nước nó hơi đục đúng không? Nhưng mà các bạn đừng có xem thường nha, mình nuôi không có chết con nào hết á trong cái hồ này. Cho nên mình để nước như vậy luôn và khoảng một tháng mình mới hút cạn một lần. Còn đây là AB Koi Nakin. Các bạn thấy không? Đây là bầy con của nó. Thì cái AB Koi Nakin này mình đã từng chia sẻ cho các bạn xem rồi. Thì bây giờ nó đã lên đợt con rồi nè. Cái thùng này khoảng 100 mấy con đó các bạn. Mà hồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cái cách mà mình bảo toàn cái số lượng cá con như thế nào nha. Đây là, đối các bạn đây là giống gì nè. Đây là HP Blue Ribbon phin dày nha các bạn. Sẵn mình quảng cáo một xíu luôn nha. Mình chuẩn bị lên cái bầy full get lui của mình. Thì cái bầy lần này á, mình thấy là tai nó lên đều luôn nè các bạn. Giống rất là tốt luôn. Các bạn thấy không? Mình búng tai là nó bu lại liền luôn á. Chứ đừng có nói mà dọc nước. Tại vì mình tập tụi nó các bạn, khi mà mình búng tay á, thì mình sẽ đổ vô đây một ít thức ăn và tụi nó quen á, tụi nó sẽ bu lại. Các bạn thấy không, nước của mình nuôi nè nó rất là trơ, nhưng mà con cá của mình sống rất là khỏe, cho nên mình mới quyết định là không có thay nước, không hút cặn luôn, mình chỉ châm nước vào thêm thôi. Ví dụ như nhiều cặn quá thì khoảng một tháng sau thì mình mới hút cặn, miễn là con cá của mình nó thích và nó khỏe là được rồi. Mình không có quan trọng là nước sạch hay nước dơ. Và một số bạn hỏi mình là anh có bỏ gì thêm vào nước không, thì mình khẳng định với các bạn là không bỏ gì cả. Thậm chí là muối mình chỉ bỏ khi nào rất là cần thiết thôi, mình không xài muối luôn. Giống như con cá của mình nó cần thiết quá, mình thấy cảm giác là nó cần muối thì mình mới bỏ vào một ít. Còn đây là bầy full get dưới của mình, cũng chuẩn bị bán luôn nha các bạn. Các bạn thấy tai nó lên đều luôn nè. Đây là mới có xay tơ thôi nha. Khi mà mình tách chống mái như vậy thì con cá mái nuôi nó rất là mập. Các bạn thấy không? Cái size này các bạn về sinh sản là được rồi đó. Mấy cái con này thì mình không có tập, cho nên mình phải dọc nước nó mới lại. Còn cái con kia là mình đứng ở đó, mình chỉ cần búng tay là nó bu lại liền luôn. Còn đây là mấy cái con mà giống lâu năm của mình á. Không phải lâu năm nữa, lâu tháng. Đây là một con trống lâu tháng nè. Các bạn thấy cái tai bơi của nó chưa? Ở cái dòng này mình thích nhất là cái tai bơi màu xanh, thấy nó lạ và ảo lắm. Khi mà các bạn nuôi nhiều như vậy, búng tai nó lại nè các bạn thấy không? Nó tạo lên một cái hiệu ứng nhìn rất là đã mắt. Đó. Ở cái dòng này á, mình sẽ làm hoài luôn. Và kỳ sau mình sẽ kiếm những cái con tai trắng như vậy mình ép nha. Đó, những con tai trắng nè. Cái tai của nó có dạng như giống như latium á các bạn. Mình sẽ sử dụng những con này mình làm giống. Tại tai xanh mình khá là nhiều rồi. Đây, đây bầy cá con mới đẻ nè. Mình hốt ra chưa kịp nữa là con kia đẻ tiếp rồi. Thì sao cá rất là nhiều. Dưới đây là bầy lớn hơn nữa các bạn. À, hôm bữa các bạn nào có hỏi mình á, cái đèn xô thì mình chia sẻ luôn cho các bạn, đây là cái đèn xô của mình. Cái đèn này nó rất là tiện nha các bạn, tại nó khá là nhỏ gọn và nó có 3 chế độ ánh sáng khác nhau. Ví dụ như các bạn bấm nút đầu tiên là nó sẽ ra sáng nhất. Cái thứ hai là giảm độ sáng xuống và cái thứ ba là một cái đèn nhỏ. Cái đèn này khi mà các bạn nào mà thích xô cá cái kiểu mà có ánh đèn chiếu xuống đó, thì các bạn có thể sử dụng cái này. Và cái công dụng cuối cùng đặc biệt mình rất là thích luôn, đó là chế độ
500 á các bạn, chế độ hít đó. Khi mà các bạn có những cái bề mặt sắt như vậy nè, mà các bạn muốn ngắm cá mà chế độ rảnh tay, thì các bạn cho nó hít vào đây, mình bật chế độ sáng lên là mình có thể ngắm cá được rồi. Không những vậy, cây đèn này còn có thể xoay được 360 độ nè các bạn. Dành cho các bạn nào để lên hồ sô á, là mình đã có được một cái hồ sô đẹp. Thì đây là cái bầy HP Lu của mình. Ở đây cũng khá là nhiều, mình không có đếm, khoảng 80 mấy con thôi. Và dưới đây là bầy anh chị của nó nè các bạn. Khá là đẹp luôn. Còn đây là bầy cá giống, bầy bố mẹ. Thì bố mẹ mình nhốt riêng nha các bạn, để cho tụi nó dưỡng bầu. Còn đây là cái bầy AB Coi Nắc Kinh Ghi Bông. Mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình nuôi làm sao cho con cá này nó đẻ nhiều nha. Thì đầu tiên á, là mình sẽ nhốt cho tụi nó làm cá bầy với nhau, cho tụi nó lai tạo với nhau. Sau đó là mình nhắm chừng á, con nào có bầu á, thì mình sẽ tạo ra một cái hồ cho tụi nó dưỡng bầu. Ví dụ như mình nghi con này nó có bầu đi, thì mình sẽ bắt nó qua cái hồ bên đây, cho tụi nó ở chung với nhau. Những con có bầu á, mà mình nghi ngờ á, mình sẽ cho nó ở chung. Và mình vẫn để cái lồng đẻ, để tránh trường hợp những cái con mà nó đẻ sớm á, thì nó sẽ, các con nó sẽ tự động chạy ra, nó không có ăn được nhiều. Đó. Thì sau khi nhốt những cái con cá mà mình nghi ngờ có bầu, nhốt qua đây, thì một thời gian sau tụi nó dưỡng bầu, những cái con bầu to hơn á, mình bắt đầu mình tách riêng nè các bạn. Đó, nó đẻ rồi nè. Những cái con nào mà bụng quá to á, thì mình sẽ bắt ra riêng nữa. Và cái cách nuôi cá con để bảo toàn số lượng là như thế nào, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Khi mà những con cá nó đẻ rồi á, thì mình sẽ nhốt nó qua một cái hũ rất là nhỏ. Và cái hũ này nó có công dụng là cho cá bắt mồi dễ hơn. Tại vì như các bạn biết á, nếu như bạn nào mà chơi bên beta sẽ hiểu, không phải cái quá trình ép cá là khó nhất trong chơi beta, mà quá trình nuôi cá con mới là khó nhất. Tại vì một số cá con nó không có tìm được thức ăn, và một thời gian ngắn thì cá nó sẽ chết hết luôn. Có nhiều bạn nói ép ra bầy rất là nhiều, nhưng mà nuôi thời gian sau chỉ còn có mấy con. Thì tương tự cá bảy màu cũng vậy. Khi mà các bạn cho nó sinh sản qua cái hồ lớn như vậy nè, mà các bạn không nhốt nó qua những cái hũ nhỏ, hoặc là tùy theo mọi người thôi các bạn, có bạn thì để luôn, có bạn thì nhốt giống mình, thì mình thấy cái cách này nó sẽ hay hơn. Tại vì con cá bảy màu nếu như 2 ngày nó không kiếm được thức ăn đi thì nó sẽ chết nha các bạn. Đây, đây là những con cá mà mình nhốt và mình cho bo bo rất là nhiều, thì lúc đó nó sẽ kiếm được thức ăn dễ dàng hơn, và con cá của mình nó sẽ lớn nhanh hơn. Và cũng tránh được cái trường hợp là con cá nó không kiếm được thức ăn, tại vì mình bỏ vào cái hũ rất là nhỏ mà thức ăn nhiều thì nó sẽ dễ kiếm. Còn các bạn nuôi cái hũ lớn như vậy á, thì mình chỉ sợ một điều là cái con cá nó không có tìm được thức ăn dễ dàng, và lúc sau 2 ngày nó không tìm được thì nó sẽ chết nha các bạn. Đây bầy cá con, hồi mình sẽ đổ nó ra các bạn. Còn khi mà con cá mình nó sanh xong đúng không, thì các bạn sẽ tiếp tục, ví dụ như con này nó sanh xong rồi, thì mình sẽ tiếp tục cho nó ở trong cái hồ sanh khoảng mấy tiếng nữa, rồi mình vớt nó qua bên đây là cái hồ dưỡng. Sau khi dưỡng được 2-3 ngày thì mình mới nhốt con cá mẹ lại cái hồ cộng đồng, cái hồ mà cái giống mà mình ép á các bạn, có cái trống á, thì mình phải nhốt lại trong đây. Đó là cái cách mình bảo toàn cái số lượng cá con của mình. Tại vì mình thấy là đa số á, khi mà nuôi ở cái hồ lớn như vậy á, thì mấy ngày nó chết 1-2 con, mấy ngày chết 1-2 con. Cái này là mình trải nghiệm nha. Và mình thấy là khi mà nuôi ở cái hồ lớn thì nó sẽ chết nhiều hơn là mình nuôi trong đây. Các bạn thấy vậy chứ, trong đây mình kiểm soát được nha, con nào chết mình đều biết hết, tại vì cái hũ rất là nhỏ. Và một điều đặc biệt
quyết định cho cái vấn đề nuôi cá con được, đó là các bạn phải để ở những nơi có đèn led như vậy nè. Ví dụ đi ha, mình bỏ bao bo vào mà các bạn để chỗ tối thui thì nó cũng đâu có bắt được mồi đâu. Khi mà các bạn để ở nơi có ánh đèn như vậy thì nó sẽ bắt được mồi dễ dàng hơn. Còn cái cách mà thúc cá mẹ sinh sản mình nghĩ bạn nào cũng biết, bây giờ mình chỉ nhắc lại thôi. Khi mà các bạn để con cá mái của mình mà mình thấy cái bụng của nó khá là to rồi mà vẫn chưa chịu sinh sản nữa thì mình sẽ chuyển cái hồ của nó. Ví dụ như các bạn đang nuôi nền đen nước này đi đúng không? Mình chỉ lấy lại 50% của nước này, mình chuyển qua cái hồ màu xanh và mình đổ 50% nước mới vào. Và với cái tập tính của nó thì nó sẽ cứu con và thúc đẩy nó sinh sản. Cái cách thứ hai là mình sẽ cho một vài cái con cá con mồi nó. Ví dụ như các bạn thấy là nó chuẩn bị sinh sản mà nó vẫn chưa sinh sản đúng không? Mình sẽ dùng một số con cá con này mồi nó thì nó sẽ cũng kích thích nó sinh sản luôn các bạn. Thì cái này cũng có một số bạn nói rồi thì mình thấy nó rất là đúng. Các bạn thấy không? Đa số á, các bạn mà nuôi chung như vậy nè, ép mà nó đẻ một con á, thì cái con kia tự nhiên nó đẻ theo luôn. Thì mình thấy ủa sao cá của mình nó cũng hay như vậy. Thì từ đó là mình cũng có được cái ý kiến chung với bạn đó là khi con cá mình không đẻ được, mình sẽ nhốt một hai con cá con vào chung với con cá mẹ chuẩn bị đẻ thì sẽ thúc đẩy nó sinh sản nha. Và mình dự định là sẽ làm những cái mini game xuyên suốt những cái video của mình không thường xuyên, có nghĩa là mình thích thì cái video này mình gắn vô cái hình hộp quà, thì trong cái video đó có nghĩa là nó sẽ có phần quà của mình. Thì cái vấn đề này mình sẽ thông báo sau cho các bạn biết. Và trong quá trình nuôi mình thấy hai cái hồ kiến á, nuôi không có hiệu quả lắm các bạn. Cá nó không có lớn mau mà nó chết lai rai. Thì cái vấn đề này mình cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm. Trống thì nó không chết nhiều nhưng mà mái chết rất là nhiều. Đây là hồ cá mình để ép đó các bạn. Mình lựa ra những con ưu tú để mình ép. Nhưng mà không hiểu sao nó cứ chết lai rai hoài. Còn mấy con mà nuôi dưới đây nè, thậm chí là nuôi keo đen luôn, cũng không có con nào chết trơn. Chỉ có tắc đẻ thì chết thôi. Hay là trống HP Lu. Bầy con. Các bạn thấy không? Nó ăn rất là dữ luôn nha, nó ăn như heo vậy các bạn. Mình sẽ xịt một ít cám cho các bạn xem. Cái dòng này ăn rất là nhiều. Nước mình đục đục dơ dơ vậy mà mình thấy nó sống rất là khỏe nha. Cho nên mình không có thay nước, chứ các bạn đừng có nói là làm biếng không thay nước. Tại vì chưa chắc nước sạch mà con cá mình sống khỏe đâu các bạn. Các bạn thấy không? Ở dưới đây nước dơ hầy nè. Nước cũng dơ hầy. Nhưng mà một điều các bạn phải có óc táo nha. Bắt buộc các bạn phải có óc táo. Tại vì khi mà thức ăn á, mà nó rớt xuống không có óc táo đi, qua ngày hôm sau con cá nó ăn lại là con cá sẽ bị sình bụng liền. Từ từ thì nó chết. Cho nên các bạn lưu ý điều đó cho mình. Rồi, thì nếu như các bạn nào muốn phá đàn thì inbox với mình nha. Giá thì bây giờ mình cũng đã điều chỉnh lại cho nó giảm xuống một xíu rồi. Rất là dễ cho các bạn chơi. Mình nuôi nước máy thuần 100% nước máy luôn. Các bạn không cần phải về. Nếu mà các bạn nuôi nước máy thì không cần phải thuần nữa. Còn cái vấn đề khi mà các bạn mua cá chỗ khác á, các bạn phải hỏi người ta nuôi nước gì. Nếu như người ta nuôi nước giếng thì các bạn có thể thuần lại nước máy từ từ. Bằng cách là rất là đơn giản, mình chỉ cần bỏ cá của mình rồi mình mở cái vòi nước nhiễu giọt á. Đó là cái cách thuần nước của mình. Rất là đơn giản. Dưới đây là cái bầy gồng tím của mình. Kỳ này mình lên được chắc khoảng 10 cặp thôi à các bạn. Cho nên các bạn nào ưng thì có thể inbox với mình nhanh nha. Tại số lượng thì cũng có hạn thôi. Size này là size tơ.
cá mình tự nuôi cho nên không có nhiều, khoảng chắc mười mấy cặp. Đây là mái nè các bạn. Bạn thấy không, mái mập ú nú luôn, về ép liền. Ở đây là mình nuôi ngoài đường. Bạn nào thích thì inbox với mình nha. Rất là khỏe và sung nè các bạn.